Linh thi làm bài đúng không con? Có điểm chưa? Dạ chưa bà cô. Rồi, you go unit 4. Holiday. Holiday, kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ, unit 4, holiday, kỳ nghỉ. Trang 70-71 nè. Trang 70-71, rồi chúng ta sẽ có từ vựng này. Chúng ta có từ được holiday, kỳ nghỉ. À, kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ, holiday. Chúng ta có season. Season là mùa. Chúng ta có mùa xuân, spring. Mùa xuân, summer. Mùa hè, autumn. Hoặc là fall, mùa thu. À, mùa thu. Quên chưa ghi thứ ngày ha. Mùa thu. Holiday, kỳ nghỉ. Season, mùa. Spring, mùa xuân. Summer, mùa hè. Autumn, hoặc là fall, mùa thu. Chưa? Được chưa nào? Winter, mùa đông. Mùa đông. Ghi vô đi. Winter, mùa đông.
Cô ơi, cho cống xong vào cô. Cô ơi, cho thằng Tuấn dừng công vào cô. Cô ơi, cho con Tuấn vào cô. Con Tuấn vào gì cô? Viết xong rồi cô. Mày có Tuấn thôi là mày có công. Này nó xin mà cô. Rồi tiếp tục nào. Tuấn viết nhanh này, chụp hình lại này, viết tiếp. Holiday, kỳ nghỉ. Tuấn thi có điểm chưa con? Tuấn. Chưa. Rồi tiếp theo chúng ta có month, month tháng. Rồi viết xong cái chỗ này chưa? Month là tháng. Dạ. Khóa luôn anh, đâu có ai nữa đâu. Rồi tiếp theo nhá. Mân là tháng này, rồi chúng ta có tháng, các bạn cứ viết tiếp trong vở thôi, đây cô để cho các bạn dễ nhìn. Chúng ta có January. Tháng mấy? January. Tháng 1. February. Hôm nay luyện hơi bị đuối đấy. Tháng 2. February tháng 2. Đấy, xe cứu thương đó. March tháng 3. April tháng 4. May tháng 5. July, June tháng 6. Tháng 6. Chúng ta có July tháng 7.
Rồi, August. Tháng 8. Tháng 8. August tháng 8. August tháng 8. September tháng 9. Tháng 9. Tháng 9. Tháng 9. October tháng 10. Tháng 10. November tháng 11. December tháng 12. Tất cả 12 tháng của chúng ta. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 là mùa xuân. Chúng ta có spring là tháng 3, tháng 4, tháng 5. 3, 4, 5. Mùa gì? Mùa hè, summer. Spring là tháng 3, 4, 5 này. Summer là tháng mấy? Biết không? Summer là tháng 6, 7, 8. Summer 6, 7, 8. Mùa thu là 9, 10, 11. Autumn là tháng 9, 10, 11. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Winter là mùa gì? Mùa đông gồm tháng mấy? 12 với lại 1, 2 gọi là mùa đông. Bây giờ ở nước ngoài nó đang là mùa đông đó con. Ok? Được chưa? Rồi, ghi cái này cho xong đi. Chụp hình lại cho gửi cho thằng Công với con nào. Công học lúc nào cũng trễ nải hơn các bạn bè, khổ lắm. Nó tới cái 5 điểm rồi cô. Sao mà cô đã giải ra rồi mà không chịu chép nhờ? Hả? Con gửi bảng điểm mới cho cô coi này cô. Nó đang cuối bảng rồi cô. Ý là cô đã gửi cho bọn nó những cái bạn mà không không biết làm thì ráng mà làm xong rồi phải dò đáp án của cô cho. Nó không thèm dò luôn mà. Tại sao không thèm dò? Dò đi điểm cao không? Không chịu dò cơ. Khổ lắm. Mình làm được câu nào mình làm chứ. Không làm thì mình dò chứ. Công ơi viết bài đi. Trên màn hình đấy. Mấy bạn kia viết xong thì luyện đi. Lát nữa mình luyện hoạt động xong, một từ năm dòng. Bạn nào không luyện viết tay cô. Luyện xong rồi chụp hình gửi sang đây cho cô. Có đứa nào thi được có 2 điểm vậy? Tao nó ở cuối bảng thôi cô. Nó đứng 104, 402 cô. Đây là toàn bộ khối hả? Dạ cô. À, thế mấy đứa kia có điểm rồi chứ sao chưa có à? Con có cô. Hả? Kiểm tra dùm tao nó luôn rồi cô. Để cô coi nè, cô coi bạn Tuấn cái gì Tuấn? Gì cô? Tên Tuấn là gì? Đồng Hoàng Tuấn. Chữ tờ đúng không? Lớp 6 mấy? Số 3 hả? Đây có điểm rồi mấy bạn kia không biết à? Mà em không thấy cô. Trần Hoàng Tuấn nè. Em lên kiếm cô. 7 rưỡi Tuấn ơi. Phải, sai là đúng. Đây là điểm thi đấy. Còn điểm thi nói nữa cộng vô. 9 rưỡi. Lên kiếm cô. 9 rưỡi hả? Tên gì? Ai? Em bao nhiêu điểm cô? Bo hả? Tên là gì? Bùi Hoàng Anh. Lớp 6 mấy? Lớp 5. Bùi Hoàng Anh. Nam Mô A Di Đà Phật đi.
Xong có tên nè. Có phải Hoàng Anh không? Em cô sao sinh phải ngày cô? 13 tháng 7 của năm 2010 em đúng không? Em có phải ngày sinh là 13 tháng 7 không? Lộc sao vậy? 6,25. Em 6,75 cô. Hả? Thi thử đi bao nhiêu cô? Có thi thử hả? Không. Xem thử gì bao nhiêu cô? Ai? Điều cô. Mất rồi, không có điểm cô. Kiểm tra hết bảng thấy luôn cô. Duy hả? Duy là 6 mấy? Thôi kiếm không có cô. Nó tìm rồi. Không có cô, nó tìm. Nó phải thi lại cái thằng suốt quẩy mà. Suốt quẩy quá. Ủa Duy thi lại cô? Thì nó không có bài. Nộp kiểu gì mà không có bài á. Lỗi hệ thống gì đấy. Chị điểm đi được cô. Trần Thị Bảo Lộc nè, 6,25 này. Ngọc bao nhiêu? Cái gì Ngọc? 7,5 cô. 7,5 hả? Rồi Linh. Linh 6 mấy Linh? 6,75. Để sao cô? Linh 6 mấy để cô dò điểm. Bạn Ngọc 6,75 cô. Bạn Ngọc 6,75 cô. 62 cái gì Linh? Lâm Quế Linh cô. Lâm Quế Linh 62. Sao mấy rồi cô? Sao điểm mấy rồi cô? Lâm Quế Linh 7,25 nha. Điểm bao nhiêu cô? Điểm thi nói là mấy điểm? 2 rưỡi à? 2 cô. 2 cô. Là 9,25 làm tròn thành 9,5. Rồi hết chưa? Anh chàng công. Công sao không chép cô cho đáp án không cho chép công? Em khổ nhất trường rồi cô, không có bài. Ở sao mà có khổ dữ vậy trời. Đấy, cái đấy để mà xem cô con nửa cái bài em thấy đâu khó gì đâu mà. Ừ, khó gì đâu mà sao sai mất câu nào vậy Tuấn? Như em sai một cái câu mà kia kìa, cái câu kia em biết rồi, nhiên em chọn lộn. Phí điểm, lẽ ra phải 10 điểm chứ. Mấy đứa này lộn đi chơi tự nhiên không kiểm tra cứ tưởng đúng hết đến lúc mà sau, trong khi đáp án là cô đã gửi sang hết mà không chịu dò, chán mấy đứa quá. Ê, nào có dò không thèm xem, chán quá. Thêm bao nhiêu điểm cô? Linh hả? Nhiên sai mất công không? 5,75 đâu rồi? 5,75 cô. Là lớp 6 mấy? 62 cô. 62 công với Linh học cùng lớp à? Nguyễn Thành Công đúng không? Đúng rồi cô. Nguyễn Thành Công 5,75 cộng với 2 điểm con được nói được mấy điểm? Khi nói được mấy cộng thêm điểm nói nữa cơ? 2 cô. Là 7,75 là thành làm tròn thành 8. Nha, làm tròn thành 8 đó. Khi suy vãi, tự nhiên không chịu dò. Tôi mệt với anh chị. Cô ơi, vậy là em hả? Cô ơi. Ơi. Vậy là em 8,25 hả cô? Con nói được mấy? Con nói được 2. Vậy thì 8,25 làm tròn thành 8,5. Như trong đâu có đâu làm tròn được cô. Nhưng lực làm tròn chứ ai để lẻ này. Sao bữa anh Nguyễn em thi được có 6,3 em nó còn để vậy luôn. Không biết nữa, tùy cô, tùy trường con ơi. Rồi tiếp tục đi, cho kết quả hết mà làm không được 10 nữa. Chán quá. Chán mấy đứa quá. Rồi đọc cho cô nào. Mình học cái này trước rồi mình học hành động sau đi. Holiday, đọc theo cô. Holiday. 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 Season. 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 Spring. 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 Summer. 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 Autumn. 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 Phone. 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 Winter. 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 Month. 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 Again. Holiday. 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 Season. 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 Spring. 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 Summer. Summer. Summer.
Summer, autumn, fall, winter, month. Rồi sang tháng nào? May, June, July, August, October, November. Sao có mỗi Tuấn đọc với bạn kia không đọc à? December. Luyện viết một từ năm dòng nhanh. Cô cho 10 phút để viết á. Nhanh đây. Viết nhanh đi. Luyện đi, bạn Công thì lo luyện, viết bài vô rồi luyện đi. Rồi chúng ta xem activity. Cô đang viết cô. Đang viết hả? Nhanh lên. Rồi viết cho cô những cái hoạt động nào. Activity, hoạt động. Hoạt động. Activity. Activity. Rồi, chúng ta có make a snowman. Mùa đông chúng ta sẽ có make a snowman. Làm người tuyết. Làm người tuyết à, mùa đông chúng ta có make a snowman. Chúng ta có go skiing à, bây giờ là mùa đông. Có go skiing. Trượt tuyết. Trượt tuyết. Chúng ta có go sledding. Yo. Con bỏ cái đó ra để mẹ con á. Nè con bỏ cái này ra đi. Go sledding. Đi xe trượt tuyết nhá. Đi xe trượt tuyết. Cô có kêu luôn chứ thì có. Trượt tuyết, đi xe trượt tuyết. Rồi mình có have a barbecue. Cái này là thịt nướng ha. Nướng thịt ngoài trời. Have a barbecue. Làm tiệc nướng. Toàn là món nướng đó. Mùa này là mùa hè, mùa xuân thì ăn cái này.
Để cô ghi theo mùa nhé. Hoạt động nè. Bây giờ các bạn nhớ ghi đây là mùa, đánh dấu sao vào mùa gì, winter. Thì chúng ta có những các hành động ở dưới đây nha. Đấy, rồi chúng ta có mùa xuân, spring. Thì chúng ta sẽ làm những cái hoạt động dưới đây. Rồi, mùa xuân thì chúng ta sẽ có tiệc nướng này. Chúng ta có picnic, have a picnic. Đi cái dã ngoại, đi dã ngoại nha. Dã ngoại. Rồi, chúng ta có take a bike ride. Take a bike ride là làm gì? Đi xe đạp, dạo chơi đó. Đi chơi bằng xe đạp. Ở nước ngoài nó có những cái khu rừng nho nhỏ chạy xe rồi đó. À, đi xe đạp. Viết vào. Tiếp theo. Rồi, tiếp nào. Xong cái mùa xuân rồi chúng ta sang mùa, xong mùa hè. Viết xong chưa? Để xuống dưới này. Summer. Summer chúng ta có hành động sau. Chúng ta có go sightseeing. Go sightseeing. Đi ngắm cảnh. À, đi ngắm cảnh rồi có go to the beach. Go to the beach. Đi biển. Đi biển. Chúng ta có go sailing. Đi chèo thuyền. Đi chèo thuyền. Thuyền buồm đó. Có cần kéo không mấy đứa? Có viết kịp không? Viết kịp không vậy? Xong đứa nào có trơn trời. Tiếp tục, mùa thu chúng ta sẽ có hoạt động gì? Mùa thu thì người ta sẽ pick pumpkin. Ở nước ngoài thích quá ha. Như là pick pumpkin. Pumpkin là cái gì biết không? Hả? Pumpkin là gì biết không? À sorry, sao cho cô chưa có viết mùa thu? Autumn. Mùa thu chúng ta sẽ có hoạt động pick pumpkins, hái bí ngô. Hái bí ngô. Hái bí ngô này. Halloween đó. Visit museum, đi thăm bảo tàng. À, đi thăm bảo tàng nhé. Chúng ta có go camping, cắm trại. Go camping, đi cắm trại.
Được chưa? Viết kịp không? Viết kịp không mấy đứa? Ừ? Viết xong chưa? Ừ. Sắp xong rồi. Rồi, đọc cho cô này viết rồi luyện viết từ nhiều nha. Make a snowman. Đọc đi. Make a snowman. Make a snowman. Make a snowman. Make a snowman. Go skiing. Go skiing. Tất cả đều đọc. Go skiing. Go skiing. Go skiing. Go skiing. Go skiing. Go skiing. Go sledding. Go sledding. Go sledding. Go sledding. Go sledding. Have a. À, đọc là have a. Have a. Have a barbecue. 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 Have a picnic. 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 Have a picnic.
Have take a bike ride. Take a bike ride. Take a bike ride. A bike. Take a bike ride. Take a bike. Take a ride bike. Bike ride. Take a bike ride. Go sightseeing. 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 Go to the beach. 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 Go sailing. Go sailing. Go sailing. Pick pumpkin. 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 Visit museum. Visit museum. Visit museum. Visit museum. Museum. Visit museum. Museum. Go camping. 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 Rồi đọc lại nào, rồi luyện viết. Make a snowman. Make a snowman. Make a snowman. Make a snowman. Make a. Rồi đọc cho cô nào. Từ nào đọc sao? Holiday. Holiday. Đọc lại cho cô tất cả nào. Tất cả mở mic ra, mở miệng. Holiday. Season. Đang holiday. Đứa nào gọi gà vậy hả? Đứa nào gọi gà đó? Spring. Spring. Summer. Spring. Summer. Autumn. 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 Winter. Autumn. Winter. Month. 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 January. January. February. March. February. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay. Activity. 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 Make a snowman. Make a snowman. Make a snowman. Make a snowman. Go skiing. Go skiing. Go skiing. Go sledding. Go sledding. Have a barbecue. 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 Have a barbecue. Barbecue. Have a barbecue. Have a picnic. Have a picnic. Take a bike ride. Take a bike ride. Take a bike ride. Go sightseeing. Go sightseeing. Go sightseeing. Go sightseeing. Go to the beach. Go to the beach. Go sailing. Go sailing. Go sailing. Go sailing. Pick pumpkins. Pick pumpkins. Pick pumpkins. Pick pumpkins. Visit museum. Visit museum. Visit museum. Visit museum. Go camping. Go camping. Rồi lấy sách ra đọc bài này. Nên cô tôi nghĩ học xong mới nghỉ cái gì mà nghỉ, thi thì điểm không keo mà nghỉ cái gì. Ô, ngủ quá cô. Rồi đọc cho cô. Winter. Winter. À winter. Mấy gì cô? Hả? Đi hai. Trang bao nhiêu các bạn? Trang 70. Ủa? Tôi đang lại lắc đó luôn. Nào, sách kỳ 2 anh cô. Kỳ 2 chứ sao? Ủa sách đó đó, trang 70 con.
Trời ơi, học bài học sách gì mà không biết hả? Mình có quyền cơ bản đâu. Trời ơi. Trang 70, lật ra. Đọc theo cô nào. Winter. Winter. December. December, January. January. February. Make a snowman. Make a snowman. Spring. March. April. March. May. April. Have a barbecue. Summer. June, July, August. Go sightseeing. Autumn. Chúng ta có nào? September, October, November. Pick pumpkins. Rồi có cả trang bên kia nữa. Bây giờ cô mở cho các bạn nghe nhá. Rồi mở, chờ xíu cô mở cho nghe. Cô mở cái đâu rồi ta? Đâu rồi? Đây. Chờ xíu. Lâu dữ trời. Yes. Nào. Lâu vậy trời. Cái này chậm quá. Rồi chờ xíu. Lên đây, 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 đâu rồi, đâu rồi. Lâu không mở, không biết nó nằm đâu nữa. À, ứng dụng của tôi chứ. Chậm nhất con rùa. Sách học sinh này. Thầy thấy mấy người ngủ cỗ đinh tu rồi cô. Chưa, cô chưa chia sẻ, chờ xíu. Từ từ, mẹ đang bận. Chờ đi. Con đại luôn. Em đừng có đụng vào sách của mẹ. Đây, holiday đâu rồi? Holiday. Rồi, cô mở rồi. Rồi, cô chia sẻ nhé các bạn. Cô chia sẻ nè. Ủa, sao có? Toàn bộ màn hình đi. Rồi nhìn thấy không? Thấy không? Thấy không? Nghe máy đọc thấy không? Cô. Thấy cô. Thấy cô. Unit 4. Holidays. Exercise 1, page 70. Winter, December, January, February. Make a snowman. Go skiing. Go sledging. Spring, March, April, May. Have a barbecue. Have a picnic. Take a bike ride. Summer. June. July. August. Go sightseeing. Go to the beach. Go sailing. Autumn. September. October. November. Pick pumpkins. Visit museums. Go camping. Rồi, ok. Có cần nghe lại không? Các bạn nghe được không? Có chú ý theo dõi không? Bây giờ các bạn nè, listen and repeat. Nghe và các bạn phải lặp lại theo nha. Các bạn lặp theo cho cô. Oh. Rồi,
Rồi, lặp theo nha. Exercise 1, page 70. Lặp theo đó. Winter. Winter. December. December. January. February. February. Make a snowman. Make a snowman. Go skiing. Go skiing. Go sledging. Go sledging. Các bạn đọc đi. Spring. Spring. March. March. April. May. May. Have a barbecue. Have a barbecue. Have a picnic. Have a picnic. Take a bike ride. Take a bike ride. Summer. June, July, August. Go sightseeing. Go sightseeing. Go to the beach. Go to the beach. Go sailing. Go sailing. Autumn. Autumn. September. September. October. October. November. November. Pick pumpkins. Pick pumpkins. Visit museums. Visit museums. Go camping. Go camping. Okay, các bạn nào. What are the seasons in the countries? In Australia. Bây giờ cô hỏi các bạn này, ở đất nước bạn có mùa nào người ta hỏi đấy? What are the seasons in your country? Ở đất nước bạn có những mùa nào? Tuấn trả lời. Day A hay là Day A? Day A cũng được, mà Day A cũng được, viết vô. Ở đất nước mình có mùa gì? Chúng ta sẽ bảo là miền Bắc thì có 4 mùa, miền Nam có 2 mùa được không? Đó. Miền Bắc sẽ có xuân hạ thu đông, miền Nam có mùa mưa và mùa khô. In the north, in the north of Vietnam. Nghe cô đọc nào. There are four seasons in the north of Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter. But there are only two seasons in the south of Vietnam. They are the rainy season and the dry season. Okay? Rồi các bạn sẽ tập đọc như vậy cho cô. Và ở nước Úc không biết là mấy mùa nữa, chúng ta có thể lên Google để tra. Bây giờ nào, bài số 2, try the missing month. Viết tháng còn thiếu. July cho tới tháng mấy đây? Cái này biết làm không? Theo thứ tự thôi. July là tháng 7, bây giờ chúng ta đang khuyết tháng 8 ở đây. September là tháng 9. Và chúng ta sẽ khuyết cái tháng 10 ở đây. Và các bạn sẽ viết vào thôi. Được không? Được không? Bây giờ cô sẽ tắt cái này đi. Tắt được ta? Rồi ok. Cô tắt được rồi. Dừng trình bày nè. Rồi chia sẻ quyển sách ra để làm bài. Mở quyển sách lên đã. Rồi các bạn ghi cho cô nào. Miền Bắc có các bạn ghi cho cô. Ghi chỗ nào trống trống đây này. Ghi nào. There. Ghi vô. There are four season in the north of Vietnam. Ở Việt Nam. Rồi day are này, spring này, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, autumn and winter. Đấy. Rồi viết tiếp này. There are only là chỉ có two seasons in the south of Vietnam hoặc là of my country. Các con có thể nói như vậy. Tùy nhá. They are the dry season and the rainy. And the rainy seasons. Mùa khô và mùa mưa. Đấy. Chúng ta học lớp 5 có rồi đúng không? Rồi các bạn viết vô đi. Các bạn viết vô đi. Viết vô. Nhanh nghỉ nghỉ. Còn mẫu câu nữa. Chờ xíu cho hết luôn. Rồi, viết xong chưa?
Viết xong thì làm bài này cho cô. Viết nhanh lên. Xong chưa mấy đứa? Tiếp lâu thế. Rồi viết tiếp cái bài số 2 vào. Cái nào còn thiếu thì viết vào. July, August, September, October. Viết còn thiếu, viết liên tiếp. December là tháng 12. Tháng 12 xong tới January ha. January. January tới February. Sắp tới Tết rồi mấy đứa. Năm nay chán quá ha. Rồi tháng 3 là March, April, May, June. Rồi bên này là October là tháng 8. À, October là tháng 10. Tháng 11 là November. Tháng 12 December và tháng 1 là January. Đấy, viết vào thôi. Chờ mẹ xíu cho mấy chị nghỉ luôn được vào pha. Mấy chị xong rồi nè. Thôi đi vào pha. Đi. Nha. Áo đâu? Con mặc như vậy là để cho mặc. Nhìn mà cười hố hố hả? Rồi sang bài bên này. Speaking à, có hoạt động nào bức tranh mà bạn thích làm, nếu bạn không thích làm thảo luận. Ví dụ, theo ví dụ nào. I like go to the beach. Tôi thích đi biển. Nhớ các bạn thích là các bạn bảo là I gì? I like. I like cộng với động từ thêm gì các bạn học rồi? I like cộng động từ thêm in. Tôi thích. Tôi thích. Rồi tôi không thích là gì? I don't like cộng động từ thêm in là tôi không thích. Tôi không thích. À, tôi không thích nhá. Tôi không thích. Tôi thích, tôi không thích. Bây giờ này, ví dụ này. I like going to the beach. Tôi thích đi bãi biển. Me too. Tôi cũng thế. Cái từ me too này dịch là tôi cũng thế. I don't like going skiing. Tôi không thích trượt tuyết. Same here. Tôi cũng thế. I like going camping. Really I don't. Tôi không thích đi cắm trại. Thật hả? Tôi cũng không thích. À quên, tôi thích đi cắm trại. Really? Thật hả? Tôi thì không thích. I don't like visiting museums. Tôi không thích đi thăm bảo tàng. Really? Thật hả? Tôi thì thích. À, vậy thì chúng ta có này. Đây là để đồng ý, diễn đạt sự đồng ý. Chúng ta xài vi chủ. Nhà bạn nào hát vậy tắt đi. Tắt mic đi. À, nhà. Rồi. À, diễn đạt sự đồng ý là me too. Diễn đạt sự không me too và from here là đồng ý nhá. Còn không đồng ý, really I don't. Really I do là trái ngược lại. Bây giờ chúng ta lấy vở ra ghi mẫu câu này vô rồi nghỉ. Cho chấm dứt trang 70-71 đi. Vâng. Rồi cô. Ghi vào một xíu thôi là nghỉ. Nhanh lên. Nhanh thôi. Vâng. Rồi nào. Mẫu cầu. Mẫu cầu. Diễn đạt
diễn đạt. À, thích. Không thích. Rồi. I like cộng động từ thêm ing. Tôi thích. Tôi thích. À, tôi thích. Tôi thích. I don't like. À, I don't like. I don't like cộng với động từ thêm ing. Tôi không thích. Tôi không thích. Tôi không thích. Tôi không thích. Để diễn đạt. Để diễn đạt sự đồng ý. Sự đồng ý. À, ta có me too. À, me này, too. Hoặc là some gì? Some gì? Some here. Some here. Để diễn đạt. Để diễn đạt sự không đồng ý. À, không đồng ý. Mình thích mà nó không thích, hoặc là mình không thích mà nó thích, là trái ngược ý, trái ngược của nhau rồi. À, không đồng ý. Không đồng ý. Chúng ta xài câu chúng ta xài câu really I don't. Really I don't. Hoặc là really. Really I do. Nếu nó bảo là nó bảo là tôi thích, ví dụ như này này, ví dụ này, I like going camping, tôi thích đi cắm trại. À, cái thằng kia nó sẽ bảo là bây giờ tôi thích đi cắm trại này. À, đồng ý này, đồng ý thì nó bảo là me too hoặc là from here. Nha. Ở nhà nó là ồn chứ. Đồng ý này. Không đồng ý này. Không đồng ý. Really. I don't. Đấy. Rồi. Câu thứ hai. I don't like. I don't like going skiing, tôi không thích đi trượt tuyết. Rồi, đồng ý này. Đồng ý cũng không thích đi luôn. From here. À, from here. Rồi, không đồng ý này. Không đồng ý. Mình xài cái gì? À. Really I don't. I do thôi. Really I do. À, really I do. Rồi, xong. Really I do. Hết giờ rồi cô. Thì viết nào mình nghĩ. Viết ra đi rồi nghỉ.